Nhưng mà đánh theo kiểu hệ là 3-0, nhưng mà khác gì đánh là 3-2 ở trong cái thể loại random đâu. Mỗi trận toàn là 40 phút, 50 phút. Hai không trong giây đấu thứ hai, 3-0 giây đấu thứ hai và 2-0 giây đấu thứ ba. Tỷ số đang tạm thời là 2-0 về C chúng ta. Đấy, gỗ đầu như vậy là ưng lắm rồi. Mở mắt ra thấy gỗ đầu là như vậy là rất ưng. Quả cặp luôn, voi có luôn, rừng già có. Vâng, BS đẹp 7 cây, BG đẹp 7 cây ăn quả. Gỗ đầu là móc binh, voi vẫy tài. Và là và thêm một bầy hươu nữa từ hướng mà phía 12 giờ xuống thì là ok. Nếu như nốt trận này thì chúng ta cũng đủ like luôn, ok, không sao cả. Quan trọng là truy mệnh có muốn đánh C4 để gỡ hay không. Vậy là gỡ vào hay gỡ ra, âm hay dương. Hiệu 7 này đúng như tôi mong đợi luôn. Từ cái hướng mà 12 giờ xuống rừng già ở hiệu 7 ít nhất là một voi đang vẫy tai ở phía dưới. Bây giờ mấy em support thì bây giờ sẽ chuyển sang làm hướng khác rồi anh ơi. Không support nhiều nữa, bây giờ sẽ có support chuyên nghiệp, đấy là Trường Paris này, Tiểu Hà Ca này. Vâng, Thành Long là những support chuyên nghiệp. Mấy game em Ngọc Anh mới lại Linh Trang các thứ bây giờ chuyển rồi. Chuyển sang làm bên livestream rồi. Chiều có 2 kèo 44 anh nhá. Chiều có 2 kèo 44. Hà Nội thì đấu cùng với Thái Bình, còn Hà Nam thì đánh nhau cùng với Nghệ An. Ui giời. Tí nữa thì ba đấm. Tí nữa thì ba đấm không xịt phát nào. Vâng, con voi thứ hai về với nhà chính của game thủ Cam Quýt, như vậy là tổng là 3 voi. Cái vị trí bên dưới này là 2 voi. Ok. Vâng, chúng ta sẽ cố gắng giết chết đối phương sớm ở trận đấu này. Vâng, sẽ cắt cổ Mạnh Hào.
sớm trong trận đấu thứ ba để chúng ta đẩy về, vâng, ép đối phương đánh xe nữa. À, thế đội bạn lên like muộn đấy, sao lại chưa đủ like đâu, 9 giờ hơn mới lên like. Như vậy là nếu mà chúng ta dứt điểm nhanh trận này thì đội bạn vẫn thiếu tầm khoảng 15-20 phút đủ like gạ đánh xe nữa. Già ruộng rất rất khỏe, siêu khỏe. Vâng, chưa lên đời mà được bao nhiêu cái ruộng, tổng bao nhiêu? 4 này, 5, 6, chắc tầm khoảng 12 cái ruộng trước khi lên đời. Ui giời ơi, 11 cái. 11 cái ruộng trước khi lên đời của Yamato. 12 cái ruộng. Chết giờ. Đánh thế này có chết tôi không cơ chứ. 14 cái ruộng. 14 cái ruộng trước khi có con chém đầu tiên. Anh em đang báo về lần này mà có kèo, lần sau có kèo đấu này thì lên phải lên live trước một tiếng. Không, dại gì. Có kèo này em còn cố tình phải lên live muộn đấy chứ. Cố tình lên live muộn. Và ông quyết ông bên kia chuẩn bị hô là sẽ đánh ra là bên này lên live là vừa. Để lát ra tầm xong tầm khoảng 3C, 4C còn có cái cớ bảo là Mạnh ơi tao chưa đủ like mà đánh tiếp thêm vài C nữa tao đủ like. Chứ bây giờ mà bảo là tao chưa đủ like thì nó chạy cho nó xuống, nó kiểm tra thấy là hơn 3 tiếng rồi thì lại mặc mũi mà chui vào đâu. Tôi hứa lần sau mà có kèo này tôi sẽ cố tình lên live muộn. Cứ bên kia ông quyết tới chuẩn bị nháy start game, tôi bắt đầu tôi ấn start live bên này. Thế là xong. Anh em đợi đếm hộ tôi xem bao cái ruộng đấy nhờ anh em nhờ. Từng này ruộng nó phải tầm khoảng 7 lờ đều nhá, tôi xin tuyên bố luôn. 7 lờ đều cho ông quyết. Mười sáu phút kích đầu máu. Vâng, phút thứ 16 kích đầu. Không thèm đi công, bắt đối phương phải đi công. Tầm phút thứ 25 kích 4. 24 á? À, được. Ưng. Tôi 25 nhưng ông Quyết bảo là tôi 24 thôi. Chuẩn bị sẽ có những tình huống tăng L điên cuồng này. Anh em có thể đếm này. Đấy, L thứ tư. Kinh tởm. Chết giờ, đánh cái kiểu này thì khả năng là lần sau để bầu Xuân Đạt mới là bầu Đức mà làm kiểu này cũng khó. À, chưa chắc đâu nhá. Đông lắm đấy chứ không phải đùa đâu. Không, nhưng mà đông thời điểm này thôi. Vì bây giờ chúng ta là nhà bên L thứ 5 rồi. Cứ mỗi lần nở 5 con là ngựa chém nó nở ra. Cứ sợ ông Quýt. Cũng bày trò phết đấy chứ nhỉ. Vâng, vẽ ông vẽ vượn phết đấy. Vòng vèo các thứ. Đầu gấu, chém 4. Và sau đấy thì ông Quýt bắt hết ra ngựa chém. Hay, vàng vòi lắm nhá. 6 giờ có bãi vàng nhá.
Quyết rất chủ động, chúng ta đã tìm thấy những bãi vàng trên bản đồ rồi. Ui giời, ruộng này. Cái thế nhà này á, thế nhà này chắc là sexy lady thôi. Có cái gì? Có lẽ bây giờ thì ông Mệnh ông ấy cũng chả còn cái cách nào nữa. Ui giời, cháy ruộng đâu kìa. Ông Mệnh ông cũng chả còn cái cách nào để mà có thể chơi lại nhà của Quyết nữa rồi. 7 nhà BL được chưa? Vâng, nhà bây giờ BL thứ 6 và chuẩn bị nhà BL thứ 7. Tầm này là tăng L không kiểm soát đâu. Sinh đẻ là vô kế hoạch đấy, tầm này là không cưỡng, không thể kiểm soát nổi. Bò cũng rất nhanh tay từ game thủ truy mệnh. Bây giờ thì số lượng nhà BL còn nhiều hơn cả số lượng nhà BA nữa rồi. Ăn vàng nào, sách mạnh, sóc mạnh một lượt dân ở đây. Bãi vàng thứ 3 của game thủ của Cam Quyết. Quan sát bản đồ con thì tôi thấy được nhà của Mệnh đang có hai bãi vàng. Có hai bãi vàng xung quanh nhà của Mệnh. Và liệu rằng bãi vàng thứ 3 thì có gần nhà Mệnh không hay là xa nhà Mệnh, và chúng ta liệu rằng có tìm thấy được bãi vàng thứ 4 của chúng ta hay không. Lại còn ăn cả quả nữa à. Mồm rộng thật. Đấy, phút 24 kích 4, ông kích 4 rồi tôi nghe xem nào. Bịp. Vâng, như vậy là báo về là đối bạn gần quá, không dám kích 4. Thôi, nói thế thôi, kích 4 làm gì bài này. Bài này kích 4 cũng được, tôi nghĩ là bài này kích 4 thì hợp lý hơn với việc đi công. Nhưng tầm này chưa kích được, tầm phút thứ 10 phút nữa thì kích thoải mái. 10 phút nữa thì kích thoải mái luôn. Tôi nghĩ thậm chí là phút thứ 30 kích được 4. Tầm này thì vẫn cố gắng sóc sóc một lượt quân nữa ra, đứng thủ. Khi mà timeline nó rơi vào tầm lít 2 hoặc ít nhất là 1 lít thì chúng ta hãy nghĩ đến việc kích 4. Chúng ta nhiều dân hơn đối phương 10 dân. Và đối phương đang đi quản vàng, chúng ta thì bản đồ cần thiết là cắt cử một đạo chém nhỏ bên dưới này. Vâng, những nhà BL đã được vắt siêu đều. Đứng thế là khá đẹp đến từ game thủ như vậy. Nhưng chỗ này là đang hơi ít cung R. Tôi đã nói ngay từ đầu rồi, tôi chỉ sợ là Mệnh đi cùng cung R nhau thôi. Một cục đứng một cục, chứ còn đi kiểu mà hai hướng như này thì không sợ. Hai hướng như này thì bao nhiêu cho đủ. Chỉ sợ là cung R đứng theo cục, đứng theo kiểu dựa vào nhau. Chứ còn nếu mà cung R cứ đi thành hai hướng thế này thì chéo ta tách lại càng áp sát là càng dễ, càng lợi thế. Cung R đang rất đông đến từ Mệnh. Vâng, chúng ta đang muốn dương đông kích tây, kéo giãn đội hình của game thủ chuyên bệnh ra để công thẳng của nhà chuyên bệnh. Bây giờ thì sổ thẳng vào mặt nhà BA và đẩy sâu vào trong đi ăn dân nào. Rất đông cung R đấy nhá, tên này chưa chắc thế nào đâu. Thế trận này tôi nghĩ là rất là bàn căng. Rất bàn căng dành cho cả hai bên. Vâng, vào băm dân. Mệnh thì thời điểm đầu chưa mất dân. Chúng ta thì mất 1-2 dân lẻ thôi. Giật ra nào. Vâng, chém là rất đông ở nhà. Vâng, thêm hai cái L nữa. Bình tĩnh thôi, không có gì phải vội. Lên nhà của Mệnh ăn trộm bãi vàng này. Vâng, mút trộm bãi vàng nhà Mệnh ở phía trên. Chiều nay thì Quyết có kèo, như vậy là ngày hôm nay thì tạm thời là Quyết có hai kèo. Còn anh em hỏi tôi là Quyết tối nay có kèo không thì có lẽ là em cũng hơi khó trả lời câu hỏi này, phải phụ thuộc vào các sếp. Hiện tại thì mới có thông báo hai kèo thôi. Sửa ruộng nhá, tránh cháy ruộng đấy. Mỗi lần tôi nhắc là anh em lại đạo ruộng xong SS cái thôi, không cần phải cách cái cọt cái gì cả, cho ra đứng chơi. Tầm này thì có tự tin kích 4 được rồi đấy, tầm này lực là thoải mái rồi đấy. Ngừng một tên quân là có thể kích được 4. Lên 4 đánh chém vàng cho nó bay. Ăn nhanh bãi vàng này đi. Có lẽ là phải ăn nhanh bãi vàng với 6 giờ đi. Sóc nhẹ dân ở đấy ăn bãi vàng tầm hơn chục con dân ở bãi vàng đấy là ok. Thôi lại. Lên đời 4 đánh cho Mệnh nó cảm giác nó có cửa. Đánh kiểu này thì Mệnh nó lại lần sau rủ nó không đánh nữa đâu. Không có kèo này lần sau đâu. Rồi giật về, lại giật về, ăn nhanh bãi vàng này. Cả hai bãi vàng cần phải khai thác nhanh, bãi vàng của nhà truy mệnh và bãi vàng của chúng ta hướng 6 giờ. Đóng P rồi, chúng ta sẽ kích 4. À không anh ạ, anh Xuân Anh ơi, em không bình luận kèo đấy. Bây giờ trình độ bình luận nó kém, nghiệp vụ nó kém nên là bây giờ chỉ làm cho làm mấy kèo nhỏ nhỏ thôi. Chứ các kèo 4-4 thì không bao giờ được làm. Hơi chán. Bây giờ chỉ cho làm kèo solo với lại kèo 2-2.
mấy kèo nhỏ nhỏ lẻ lẻ buổi sáng ít người xem thôi, sẽ kèo chiều với kèo tối này không bao giờ được làm. Ui giời, ui giời. Thôi đấy, tôi chả nói gì ở đâu, tôi gác mic đấy để cho anh em xem và cảm nhận thôi, chứ cũng chả biết nói cái gì trong tơn này nữa. Ui giời. Ui giời ơi. Ây giời, ông Bệnh ông đang hô. Bên kia ông Tuân ông đang hô to lắm. Không biết có phải là Tuân Trần Hải không. Ui giời, hô cái gì. Hô nữa đê. Ui giời ơi. Hô à, thế đấm người xong thì chạy à. Thôi thôi, tôi không đuổi đâu vì tôi kích 4 rồi. Vâng, tôi tuyên bố với ông là tôi sắp có chém vàng rồi đấy. Không phải hô đâu. Đấy, ông ăn, ông có thấy tôi ăn vàng đây không ông Tuân? Tuân Tiền Hải ơi, ông mở to cái con mắt ra. Nếu mà cảm giác mà không mở được thì phải hỏi thằng nghe xem làm cách nào để mắt nó to như thế. Sử dụng đều tay. Đã lên 4. Bây giờ thì game thủ truy mệnh mới biết rằng bẫy vàng của anh đã bị mút mất một nửa rồi. Cái giá vàng chưa quyết nhờ. Ui giời diệt. Tôi tưởng là đánh nhau tiếp, tưởng là hô tiếp. Thôi à, Tuân hô to lắm mà. Tỷ số là 3-0 trong giây đấu thứ 3. Nào thôi thôi, thôi sâu bạn đi, sâu bạn đi. Làm C nữa.